Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nguyên nha. Thì hiện tại Nguyên đang đứng tại chi nhánh là 52 Tô Ký, phường Đông Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và vừa mới đây, tại showroom Moto miền Nam vừa mới cập bến một hai em xe cũng là Vespa X-Dream, nhưng mà đây là phiên bản X-Dream TFT 2023 nha mọi người. Thì đây cũng là một cái mẫu xe đang được làm mưa làm gió trên tất cả các trang web cũng như là mạng xã hội hiện tại ha. Rồi, cũng tránh là mất thời gian của mọi người, thì bây giờ mời mọi người cùng đi vào khám phá với Nguyên thử xem trên chiếc xe này nó có điểm gì nổi bật và giá cả của nó như thế nào nha. Rồi, thì bên tay trái em đây là một cái chiếc Vespa X-Dream TFT với một 50 phân khối ha, màu đồng, đồng bóng nha mọi người. Đây là một cái màu đồng bóng. Còn bên phải em đây là một cái chiếc Vespa X-Dream TFT 125 phân khối đen nhám nha. Đây thì có hai cái mẫu xe đây, Hương thì em sẽ giới thiệu cho mọi người xem. Thì thứ nhất là nó nhìn chung thì nó sẽ rất là giống so với một cái dòng xe Vespa X-Dream từ 2020 tới thời điểm hiện tại. Vẫn được sử dụng với cái thiết kế đèn led 2 tầng ha. Đèn led 2 tầng nha mọi người. Và cái khung sườn xe thì nó vẫn là như tất cả những cái mẫu xe Vespa X-Dream từ trước tới nay. Đó thì cái em màu đồng này mọi người, nó được phối theo một cái chi tiết viền màu đen nhám ở phía trên này ha. Đây, nhìn nó nhìn xe mình rất là mạnh mẽ và nó rất là cứng cáp ha. Này, nhìn vào chiếc xe là đã muốn sở hữu được em nó rồi mọi người. Đó, còn đối với cái chiếc đen nhám 125 thì nó thiết kế phối thêm một cái viền đồng, đồng nhám nha. Đây, viền đồng nhám. Nhìn vô chiếc xe của mình nó rất là đẹp, thể thao ha. Nhìn nó có một cái sự gì đó riêng biệt và rất lạ. Và mọi người nhìn nhìn lại á thì thấy ở phía trên đầu xe mọi người, cái mẫu xe này á nó không có cái mão ở phía trước ha. Đây, nó không có cái mão ở phía trước như là những cái dòng xe Vespa X-Dream trước đây của mình ha. Vespa X-Dream trước đây của mình thì nó sẽ phía trước nó sẽ có cái mão này. Còn đối với cái dòng xe X-Dream TFT thì nó sẽ không có. Không có đó ha. Và cái điểm đặc biệt hơn nữa mọi người, thì cái trên cái dòng xe này nó được thiết kế một cái mặt đồng hồ điện tử ha. Đồng hồ này mình có thể kết nối được với điện thoại nha. Đây là cái mẫu xe mới. Đây, kết nối được với điện thoại. Và trên này nó sẽ có những cái nút công tắc đèn cơ bản nha. Mình quay qua đây cho mọi người xem ha. Đây, đây là cái nút đèn pha nè. Và đặc biệt xe này khi mà mình nổ máy xe lên đó, thì nó sẽ tự sáng đèn ha. Nó sẽ tự sáng đèn tự động ha. Nó không có để khi nào mình tắt mở thì nó máy. Còn cái xe này nó sẽ tự động sáng luôn. Còn ở đây là cái nút chỉnh đèn pha. Đây, tắt xin. Tắt xin là đèn pha của mình ha. Đây, chuyển nhanh trái phải à, tắt xin nhanh. Đây là nút còi. Còn đây là cái nút mà mình sẽ tắt máy xe, thay vì mình tắt máy xe bằng chìa khóa thì hiện tại bên chiếc trên chiếc Vespa X-Dream TFT này nó có trang bị cho mình thêm một cái công tắc máy xe. Mình gạt về bên tay trái thì mình sẽ tắt máy xe ha. Thì khi mà mình gạt về bên tay trái á thì mình sẽ không nổ máy xe, cũng đồng nghĩa với việc là mình không nổ máy xe được ha. Khi nào mình mở về bên tay phải á thì nó sẽ đề máy xe là được ha. Rồi, ở phía dưới này nó cũng sẽ trang bị cho mình một cái nút cốp mở cốp điện nè. Nhưng mà xe hiện tại bây giờ chưa gắn bình nên là em chưa có mở cốp điện cho mọi người được. Tại vì cái dòng xe này mọi người đã có khách cọc rồi à, nên là khách yêu cầu là khi nào khách lên cửa hàng thì mình mới gắn bình, kích hoạt bình cho khách, coi như là khách xem luôn ha. Rồi, thì đối với về cái phần bên động cơ của nó thì vẫn giống với động cơ của cái dòng xe Vespa X-Dream 50 phân khối ha. Nó vẫn có cốc sạc điện thoại, vẫn có mở cốp phụ và vẫn sử dụng cái động cơ iGas. Động cơ iGas nha mọi người. Và khung sườn của nó vẫn là thép nguyên khối. Nó chỉ khác nhau về cái đồng hồ. Thứ nhất là mặt đồng hồ TFT, và thứ hai nữa là màu sắc xe và những cái chi tiết khối viền kia ha. Thì giá bán mọi người, giá bán hiện tại bây giờ á thì nó chưa có công bố cái giá chính thức. Và nếu như có giá thì em sẽ làm một cái video tiếp theo để cho báo giá công khai tới gửi tới mọi người luôn ha. Rồi, và hiện tại bây giờ em vẫn đang được nhận cọc cho tất cả các dòng xe phiên bản mới 2023 Vespa X-Dream TFT này. Nếu mà khách hàng đang quan tâm muốn sở hữu một trong hai em này thì cứ liên hệ trực tiếp với số hotline của em là 058 657 3896 để em có thể được hỗ trợ mọi người cọc xe và nhận xe luôn ha. Rồi, nếu mọi người xem video
thấy hay và ý nghĩa thì cho em một like, một subscribe để theo dõi trang của em có thể ra nhiều video hay hơn nữa để phục vụ hết cả mọi người nha.